Xin chào các bạn, hy vọng các bạn có thể để lại cho mình một tim, share và follow kênh của mình để mình có thêm động lực ra clip mới nha. Hey, xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn đội hình của mình. Đội hình toàn những ngôi sao nổi tiếng các bạn. Đây, các bạn có thể thấy Messi là không cần phải bàn cãi các bạn, Messi 96 của mình. Đây, Kyle Walker, Stephen Walker các bạn. Đây, mình cũng có Sterling, nhưng mà cái này là Dujon Sterling các bạn. Đây, mình mém có Cancelo, bởi vì này là có Cancola các bạn. Salah luôn, mà này là Salah Edinin các bạn. Edin này, đây mình có cả Kluivert các bạn, nhưng mà không phải là Justin Kluivert, mà là Ruben Kluivert. Như này là em của Justin Kluivert các bạn. Đây mình có cả Starbucks cũng các bạn, thấy chưa? Rồi giờ thử một trận ly nào các bạn. Trong đội hình của mình ở cái con ạc này thì chỉ có mỗi Messi là khá ổn các bạn. Hơi bất ổn nha. Đây, để gần logo quá mình cũng không có ra nhiều clip các bạn. Wow, gặp cái đội hình hơi uy tín các bạn. Tàn vàng như thế này thì sao đá đây? Salah phạm lỗi rồi các bạn. Người bị phạm lỗi là Harry Kane các bạn. Đội hình này là đội hình Argentina mà mình thấy có Harry Kane là hơi sai nha. Rồi, bơi Salah nè, các bạn coi Salah nè. Lukaku, Lumeka các bạn ơi. Mắt không phải mắt Alistair các bạn. Đang mình slow, con cô lan nó vừa tiền lỗi các bạn. Chắc fan Blackpink các bạn, cái đầu màu hồng rồi này. Cancola đó các bạn thấy chưa, Lumeka. Messi mất bóng về Cancola rồi các bạn. Lumeka chuyền cho Messi nè, dứt bóng từ xa nào, không có gì nguy hiểm cả. Quả phạt góc cho rồi. Messi luôn thực hiện nha. Ta bớt ngã quá đẹp luôn các bạn. Chắc mới làm một ly rồi cho nên xuất khá ổn nha. Tờ Stegen sẽ là người phát bóng lên các bạn. Chà, màn bị lắc hay sao mà không sút ta. Đây, sút đây. Cancola, Lumeka, Messi, cút điểm ngay nào. Quá nguy hiểm luôn các bạn. Một cú sút cầu may của mình các bạn. Mình coi lại nè. Thủ môn có vẻ hơi bất ngờ. Hoàn toàn vàng các bạn. Đó, Cancola này thi đấu cũng khá ngon các bạn. Đầu tiên mình thử luôn á, mua bữa giờ mình chưa chơi các bạn. Starbucks. Hết cà phê rồi các bạn ơi. Rồi, Mark Instott. Mình toàn có mấy cầu thủ mém nổi tiếng luôn nha các bạn. Lumeka, Salah, Messi. Trời ơi, cái gì vậy? Quả hợp quá đẹp mắt rồi, tuy nhiên là sau đó thì Messi đã lỡ đà các bạn. Đang lỡ đà chạy các bạn. Bóng lên trường nữa các bạn. Cancola lại có mặt ở bóng, tuy nhiên là anh đã hơi yếu. Bây giờ là Kluivert. Walker mất bóng ở trên Suva các bạn. Quả mất lại các bạn ơi. Suva và cầu bóng bẩn cho Messi. Cancola thì phá bóng nữa rồi các bạn. Cancola thì đấu khá tốt nha, nhưng mà nhận xét như vậy. Đến một hình toàn vàng như thế này thì Starbucks các bạn quá tuyệt vời. Walker chút trúng bóng rồi các bạn, nhưng mà lại chút trúng bóng. Bây giờ là Sterling bóng bóng như sau đó. Hay Ken không cao, không giữ được tỷ số các bạn. Tuyệt vời các bạn. Messi của đội đen vừa có một pha bắn chim các bạn. Chưa kết thúc này. The keeper hits the goal kick long. Walker.
mình lắc nha các bạn. Lovers. It's half time. Kết thúc các bạn. Nguy hiểm đã qua đi rồi. Thì mình coi có cầu thủ nào bị yếu đuối chưa các bạn? Chưa nha. Cầu thủ vẫn còn khá sung mãn. Rồi rồi, tới rồi, tới công chuyện các bạn ơi, tới công chuyện rồi. Lumeka. Quá đơn giản các bạn. Out game luôn. Không out game các bạn. Dễ thiệt. Out game hộ mình đi. Trời ơi là trời, out game hộ mình với. Đừng đá nữa. Please. Rồi là pha phối hợp của Messi với lại Lumeka các bạn. Ok, trời thủ đấu quá tốt rồi. Lumeka, Messi. Bứt tóc nào, bứt tóc, bứt tóc. Bứt tóc chứ phải bứt tóc nha các bạn, suốt nè. 3-0 luôn các bạn. Ngộ ngang. Chắc mình được nhường các bạn. Rồi đó. Bên kia là người ta bắt đầu thay đổi người các bạn. Nguy hiểm rồi đó. Siva. Suốt không là chính xác các bạn. Messi bên này. Wow, rất xa các bạn. Chim trời nhiều quá các bạn ơi. Okay. Yo. Đó, các bạn coi là Matt Instott của mình nè. Stalin. Kịp không? Kịp nhưng mà kịp quả ném biên cho đối thủ các bạn. Silva. Đường chuyền quá dài luôn. Thủ môn sút lên nè. Trời ơi. Được trúng mặt luôn. Thấy thương chưa? Messi. Quá hay Messi. Mất bóng ngay sau đó rồi các bạn. Silva. Đừng các bạn ơi. Messi bị lên nhanh quá. Chúng ta cần phải giảm đúng rồi. Cancola. Úi xài. Rất tiếc là Cancola đã không kịp chạy đến lần nữa các bạn. And here's the build up to that great goal. And the manager's making a change here. Cần phải thay đổi một số cầu thủ không? Ok. Cancola ra các bạn ơi. Chúng ta cho các cái tiền vệ vô để mình có thể đảm bảo được tỷ số nha. Chứ đá này là khoai lắm luôn các bạn. Khoai lắm luôn á. Ok. Just making a change here. Three subs are coming on. They're making big changes. Nó kêu sang. Well. Đấu pháp nó đảm bảo ối. Nên đi nữa, đi nghỉ nha các bạn. Time for some fresh legs. Maybe the players are warming up. Đối thủ tươi bộ mặt rồi. Đúng rồi. Chết mình chưa. That was really well taken. It looks like they're going to win the game. That's good link up play. Messi. Đúng rồi, Messi. Messi shoot ngay nào. Trời ơi các bạn ơi. Trời ơi các bạn không tin được luôn các bạn. Ai vậy? Awu được da các bạn ơi. Tính sút giỡn rồi luôn á. Chắc mình lắc các bạn. Hay quá bạn ơi. Throw in here. 5 phút bạn ơi, bây giờ 4 phút rồi. 5 phút mà là cầu thủ chết mình mất. Hay quá. Như vậy là hết giờ nè. Một cái nữa được không? Ồ, mất banh rồi các bạn. Nào, chuyền qua. Đúng rồi, chuyền lên. Hay quá. Chiến thắng rồi nha các bạn. Đội hình Sao Fake của mình các bạn.
Một chiến thắng là 4-2 các bạn. Ngon rồi. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Nếu các bạn có thử thách nào cho mình cứ comment bên dưới cho mình nha.